đẹp quá, xuất sắc, quá hay. Chú Dưỡng, phụ con. Rồi chú xin. Ôi trời. Chú coi đủ sách chưa? Ôi nhiều cũng được mà. Mới lại bọn trẻ giờ nó không có đọc sách đâu. Đứa nào đến đấy là mắt mũi dán vào điện thoại á. Nhưng mà có tí sách á, bày cho nó đẹp. Chú dạ. Xin nhá. Ôi chú, chú cũng nghe ba thể loại nhạc này nữa hả? Ngày trước á là không có nghe được, tuổi tác mà. Nhưng mà nghe mãi á thấy quen. Ôi thấy cũng hay đấy. Mà mở cái nhạc này á, bọn trẻ nó mới vào quán đông. Ôi trời ơi, con thấy cái này con buồn ghê luôn á. Lại có chuyện gì nữa, tự nhiên buồn bã gì ở đây? Thì ba con đó, ông không có thích mấy cái loại nhạc này. Ông đòi chuyển ra ngoài ở. Mà con thì ngại nói với anh Tùng, con sợ phiền ảnh. Ồ, lại cái ông Đức đó. Dạ, chú biết đó, ở nhà con mấy đứa nhỏ bật nhạc này suốt à. Hai thế hệ như hai thế giới vậy đó. Khổ tâm lắm chú ơi. À, tính ra là mấy cái đứa trẻ đó là giống chú đấy. Thích cái nhạc này. Bây giờ đi đâu người ta chả nghe cái nhạc này. Rất là thời thượng. Chú mà trẻ lại 30 tuổi á, có khi cũng gia nhập ban nhạc, có khi á cũng nổi tiếng rồi. Trời ơi, thiệt. Ba con mà được một phần như chú thì đỡ biết mấy. Thế đâu phải dễ dàng gì, đâu phải ai cũng có được một tâm hồn trẻ trung như chú đâu. Thì bởi vậy con mới khó xử đó. Tóm lại vấn đề của ông Đức bây giờ là ông ấy với bọn trẻ mâu thuẫn với nhau vì cái chuyện nghe nhạc thôi đúng không? Dạ. Và ông ấy muốn ra ngoài cái gì? Dạ. À, chú nghĩ là chú có cách. Lúc đầu chú nghĩ là không phải là dễ dàng gì với một ông già như ông Đức với bọn trẻ. Nhưng bây giờ mọi chuyện đơn giản như cái phà. Ủa chú có cách hả? Chú chợt nhớ ra nhé, là nhà chú còn dư một phòng. Sao không để ông Đức qua ở chung với chú? Đấy, tuổi tác gần nhau, hợp tính nhau. Có khi ông lại vui lên chị. Ôi trời ơi chú, nếu mà được như vậy thì quá tốt. Chú ơi, con về con hỏi ý kiến của ba con nha. Nếu mà ba con đồng ý á, con qua con thuê cái phòng bên nhà chú liền. Nhất trí. Dạ, chú giúp con nha. Dạ, con cảm ơn chú. Con về nha chú. May quá, đang thâm thủng ngân sách, tự nhiên có mối hời. Ôi mà chết, mình thì thích cái nhạc này. Mà cái ông Đức đấy thì... À, không biết giải quyết sao đây à. Ây, dạ, ơi. Ây, công nhận. Ây, khỏe quá trời khỏe, cái chỗ này yên tĩnh thiệt luôn á nghe. Ây trời, ở mấy ngày trời ở đây, bữa nay mới có được ngày yên tĩnh nè. Cái gì đâu mà ồn ào nhạc âm ỉ âm ỉ. Rồi xe cộ qua lại như rùi. Về quê mới có mấy tháng trở lên là đúng là chịu không nổi. Chắc phải trở thu lui về dưới ở cho nó bình thường. Ôi giời, tìm anh nãy giờ. Hóa ra là anh ra đây. Ôi trời ơi. Ôi. Trời ơi, coi tìm tôi chi. Nè, đừng có nói là ông đòi tiền nhà nha. Gái Tuần Vy nó nói là nó sẽ qua nó gặp ông để mà nó đặt cọc cho tôi ở cũng cỡ nửa năm, cỡ 6 tháng à. Trời ơi, làm gì có chuyện đó. Tiền nong gì, hàng xóm láng giềng mà đâu khác có đó. Tôi gặp ông là có chuyện khác. Chuyện gì? Tôi muốn hỏi ông là ông sang ở nhà tôi ấy, thì cái phòng đấy thế nào? Mình cũng lớn tuổi rồi, thì có tiện nghi cho ông không? Cần gì thì cứ nói tôi, đừng ngại nhá. Tôi thấy rằng là anh gỡ cái máy lạnh xuống đi. Ồ, làm gì? Anh nghe lời tôi, anh gỡ cái máy lạnh xuống đi. Rồi xong xuôi á, anh đập một bên tường. Trời. Anh đập bể đi, đập bỏ. Rồi anh trổ nguyên cái cửa sổ thiệt bự ra cho tôi. Để mà mỗi buổi sáng tôi ngủ dậy, tôi mở cửa sổ, tôi lùa không khí vô, tôi lùa ánh sáng vô, ánh nắng mặt trời vô, để cho nó có cái gì đó nó thay đổi, nó diệt vi khuẩn ở trong cái phòng. Chứ không thôi nó bích bùng bốn bức tường, trời ơi nó ngộp lắm, dù là có máy lạnh, hiểu không? Trời ơi, cái đó chưa phải ngày tôi tánh tôi mà ăn hột bích một cái là tôi ở trong đó tôi chết á. Ông sổ thì tôi cửa sổ được không? Cha này có vẻ lộn xộn rồi đấy. Mới ở đã làm khó làm khăn rồi. Sao? Ý anh sao? Ừ thì
thôi thì cái nhà nó như thế từ lâu rồi. Nhưng mà thôi được thì thế thôi, trong khả năng có thể nhé. Tôi cố gắng nhé, không dám hứa trước nhưng cố gắng. Cố gắng nghe không? Cố gắng. Mà nếu mà trổ được cửa sổ thì ông trổ luôn cửa cái đi. Ông làm cái lan can ở phía ngoài cái phòng tôi để chiều chiều tôi ra đứng tôi đứng tôi nhìn chứ đường qua lại đồ cũng vui. Nghe không? Với thêm cái ý kiến này nữa. Nói gì nói cho mình cũng lớn tuổi rồi, mình đừng có đu đeo theo cái đám con nít nó kỳ lắm, hiểu không? Ông làm ơn làm phước, ông chơi nhạc gì khác đi. Ông đừng có chơi cái loại nhạc gì mà đang ngay cả trong quán cà phê của ông cũng vậy nữa, tôi cũng góp ý. Trời ơi, phân biệt quá đi, trời ơi. Đây nè, thấy không? Phải chơi những cái loại nhạc nào, đừng có cọp cái gì ọp. Trời ơi, nó nhức đầu tôi chịu không nổi à. Chơi loại nhạc khác, hiểu không? Trời, ông muốn nhạc gì? Trời ơi, thiếu gì nhạc mà đừng có chơi nữa. Ông chơi nhạc nhạc của trữ tình nè, nhạc tình yêu nè, nhạc pháp nè, nhẹ nhàng du dương nè, nhạc coi như là gì rô gì nhìn bolero nè. Đó, mình nghe mấy cái nhạc đó nó du dương, nó đúng với cái tuổi của mình. Ông lớn tuổi rồi mà cũng nghe nhạc nhiều, cũng am hiểu phết nha. Hiểu chứ, trời ơi, cái nhạc đó mình nghe nó gợi cho mình nhiều cái kỷ niệm à. Đúng không? Thì thôi, tôi sẽ chiều ý anh nha. Thì trước nay tôi cũng muốn mở cái nhạc đó. Chẳng qua là vì bọn trẻ mình chiều chúng nó một tí. Thì bây giờ có anh rồi, tôi sẽ mở nhạc bolero tôi mở nhạc quê hương tôi mở cả cải lương cho ông nghe luôn. Đó, cải lương nữa đó, đúng là cải lương mới là hay đó, nghe không? Nhưng mà tôi hỏi anh nè, anh có thích cái dòng nhạc mà tôi nói không? Thích chứ. Quá. Ê Thi, tính ra ông rút đi cũng buồn hả? Bà đúng là cái đồ hai mặt. Cái lúc mà ông Đức còn ở đây á thì nói là ông Đức phiền phức. Giờ ông Đức đi rồi thì nó nhớ nhung, rồi sợ ke. Nè nè, đừng có mà nói tôi cái đó nghe chưa. Cái đó người ta gọi là cái sự... sự giả tạo đúng không? Ê, nghiệp nha. Cái đó mà nói tôi kiểu đó. Đó người ta gọi là cái sự nhớ nhung. Sự nhớ nhung. Mà tính ra ông Đức á, ngoài cái chuyện mà cổ hủ chứ bảo thủ ra, ông Đức cũng được á chứ. Nấu ăn cũng ngon, kể chuyện xưa cũng hay nữa. Người ta nói đúng thiệt, không ai hoàn hảo hết. Mà chỉ có mình idol của tôi đòi ngỡ thôi à. Đang ăn, bớt ở dơ đi. Biết cái điện thoại biết bao nhiêu ngàn vi khuẩn trong đó không? Mà nghĩ lại á, tôi thấy tụi mình ích kỷ thiệt. Đáng nghĩ là mình phải tâm sự với ông Đức để hiểu ông Đức hơn nữa. Thôi. Ăn mì nói chuyện vĩ mô không à. Giờ có nói gì đi nữa thì ông Đức cũng đi rồi. Thấu. Thế giới bất ngờ, một ngày lạ bỗng làm cha. Thì điều gì sẽ xảy ra, chăm lo các con đến tuổi già. Rồi từng ngày phải lo xa, ôi thôi nghĩ suy sao mệt quá. Thành! Ông nội chú đâu rồi? Hả? Ông nội chú còn à? Ông hay nói năng linh tinh nhỉ? Là chú nói cái ông Đức á, người đàn ông có tâm hồn đồng quê và yêu nhạc bolero á. Đâu rồi? Không biết đâu, nãy còn đang ngồi nghe nhạc chill này. Ông tới, sao ông nghe thấy? Sao ông bỏ đi luôn? Không hiểu nào. Mà chú ạ, con thấy chú hèn lắm ấy. Nhô nhằng. Hèn là hèn thế nào? Chú suốt ngày tự nhận mình là fan chân chính, là trưởng fan club. Mà nguyên một tuần nay chú hắt hủi thần tượng của mình chỉ vì mấy cái tháng tiền nhà còn con đấy. Thế không hèn là cái gì? Trời ơi, đúng là trẻ con. Biết cái gì mà fan chân chính với fan này fan kia. Đấy là khổ nhục kế cháu ạ. Nhạc còn đó, nghe lúc nào chả được. Nhưng mà tiền không phải lúc nào cũng có. Không có tiền lấy đâu ra trả lương cho mày? Không có tiền thì lấy đâu ra mà trả tiền nhà để duy trì cái quán này? Chỉ có những người sâu sắc và chín chắn mới nghĩ ra được như thế thôi cháu ạ.
Vâng, chú là fan chân chính, dối trá nửa vời. Ê, nhịn đủ rồi nha. Nói cho mày biết nha, chú đây nghe nhạc là vì thích, chứ không có phát cuồng như bọn trẻ mấy đứa bay. Mình thích thì mình nghe thôi, nghe là vì đam mê mà. À, cái đam mê bực cả mình. Cái lão Đức ấy nhô nhăng thật đấy. Lão ấy thích nhạc bolero, thích nhạc quê hương, thích cả cải lương. Có ai nói gì đâu. Thế mà không ngừng châm chọc xỉa xói người khác. Nếu không vì mày thắng tiền nhà thì chú không nhịn đâu. Chú mày hiền đấy, chứ lúc mà tao điên lên là cho lão ấy câm họng ngay. Mình là Thúy Kiều, hãy cùng mình trên Speakable nha.